Thúy Hằng xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay là 14 tháng 4 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay đó là bản tin Hoa Kỳ bắt nghi phạm trong vụ rò rỉ tài liệu mật. Cơ quan FBI bắt Jack Douglas Tassira, lính không quân vệ binh quốc gia Hoa Kỳ để điều tra liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 13 tháng 4 thông báo cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt Jack Douglas Tassira, 21 tuổi, liên quan cuộc điều tra với cáo buộc loại bỏ, lưu trữ và lan truyền trái phép thông tin mật về quốc phòng. Tờ Reuters dẫn lời ông Garland nói tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và không nhận câu hỏi từ báo giới. Các đặc vụ FBI bắt Teresa chiều nay và không gặp sự cố nào. Cuộc điều tra đang diễn ra, FBI xác nhận các đặc vụ đã thực hiện lệnh bắt tại một nơi cư trú ở khu North Dayton, bang Massachusetts. Theo thông báo từ FBI, FBI theo đuổi các manh mối từ cuối tuần trước vào việc bắt nghi phạm, làm minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong nỗ lực xác định, truy bắt và buộc những người phản bội niềm tin của quốc gia, đe dọa an ninh quốc gia phải chịu trách nhiệm. Hình ảnh trên các kênh truyền hình cho thấy các sĩ quan có vũ trang áp giải một thanh niên mặc áo phông, quần đùi đỏ ra xe chờ sẵn. Nghi phạm cúi đầu, mái tóc cắt ngắn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không nêu cụ thể các cáo buộc với Tassira, nhưng khả năng cao bao gồm cố tình lưu trữ và phát tán thông tin quốc phòng. Brandon Van Grack, cựu công tố viên an ninh quốc gia Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nói Tassira có thể đối mặt án tù lên tới 10 năm, ngay cả khi không cố ý gây thiệt hại. Người phát ngôn văn phòng công tố viên liên bang ở thành phố Boston nói Tassira dự kiến trình diện tòa án liên bang Massachusetts lần đầu ngày 14 tháng 4. Cơ quan vệ binh quốc gia Hoa Kỳ cho biết Tassira nhập ngũ tháng 9 năm 2019, là chuyên gia về công nghệ thông tin và truyền thông và đã lên cấp binh nhất, cấp thấp thứ 3 trong không quân Hoa Kỳ. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA William Burns ngày 11 tháng 4 cho rằng vụ rò rỉ là vô cùng đáng tiếc và Lầu Năm Góc cùng Bộ Tư pháp đang tiến hành các cuộc điều tra khá căng thẳng. Đây có thể là vụ lộ thông tin gây thiệt hại lớn nhất cho chính phủ Hoa Kỳ kể từ khi hàng nghìn tài liệu được công bố trên WikiLeaks vào năm 2013. Tổng thống Biden nói rò rỉ tài liệu mật không gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói vụ lộ tài liệu ngũ giác đài khiến ông lo ngại, song nhận định thông tin rò rỉ không gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 13 tháng 4 lần đầu bình luận về vụ rò rỉ tài liệu tình báo ngũ giác đài, thừa nhận bản thân ông cũng chưa có câu trả lời vì sao quy trình bảo mật thông tin có lỗ hổng nghiêm trọng. Lãnh đạo Hoa Kỳ trả lời báo chí bên lề chuyến thăm Ireland, sự việc này khiến tôi lo ngại. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tôi nhận thấy chưa có thông tin nào gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Biden đồng thời nhấn mạnh các cơ quan tình báo và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra toàn diện vụ lộ hồ sơ tình báo. Tự tin nỗ lực điều tra đang tiến triển tốt. Truyền thông Hoa Kỳ tuần trước đưa tin hàng loạt tài liệu tình báo, trong đó có những văn bản đóng dấu tuyệt mật, đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, Telegram và nhiều trang web suốt vài tháng qua. Thông tin tình báo bị rò rỉ bao gồm các đánh giá của ngũ giác đài về chiến sự Ukraine, cũng như hoạt động tình báo của Hoa Kỳ với đối thủ lẫn đồng minh. Tổng Giám đốc ngày 13 tháng 4 kêu gọi các công ty mạng xã hội hỗ trợ ngăn lan truyền tài liệu tình báo bị rò rỉ để đảm bảo an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tiếp theo phần tin ngày hôm nay là bản tin hồ sơ ngân hàng cho thấy hàng triệu Mỹ Kim giao dịch giữa Hunter Biden và các công ty Trung Quốc. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Joe Biden, Đảng Cộng Hòa bắt đầu lo ngại rằng ông Hunter Biden sử dụng thanh danh và tầm ảnh hưởng của gia đình để kiếm hàng triệu Mỹ Kim từ các thương vụ kinh doanh ở nước ngoài và có thể đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Hai thượng nghị sĩ Ron Johnson, Wisconsin và Charles Grassley của Iowa gần đây yêu cầu các ngân hàng gửi hồ sơ tài chính về các giao dịch có liên quan đến gia đình Biden. Cho đến thời điểm này, Katie có trụ sở ở Los Angeles và các văn phòng ở Trung Quốc là ngân hàng
hàng duy nhất tự nguyện nộp hồ sơ tài chính theo yêu cầu của hai thượng nghị sĩ Cộng hòa. Ông Johnson nói với Washington Times rằng hồ sơ ngân hàng cho thấy gia đình Biden có liên quan tới công ty năng lượng Trung Quốc CEFC đã ngừng hoạt động nhưng trước đây được cho là có kết nối với Trung Quốc. Theo hồ sơ ngân hàng, công ty CEFC đã chuyển 1 triệu Mỹ Kim cho Hudson West 3, một công ty đầu tư mạo hiểm do ông Hunter Biden và ông Goldman Dong đứng tên sở hữu. Ông Goldman Dong là đối tác làm ăn của ông Ji Yangming, nhà sáng lập kim chủ tịch của công ty CEFC. Cũng theo hồ sơ của ngân hàng Cathay, ông James Biden, em trai ông Joe Biden, cũng liên quan đến một số khoản tiền từ nước ngoài. Tập đoàn vốn quốc tế miền Bắc, một công ty năng lượng khác của Trung Quốc và có hợp tác với CEFC, đã chuyển 5 triệu Mỹ Kim cho Hudson West 3. Sau đó, Hudson West 3 đã chuyển 4.8 triệu Mỹ Kim cho hai công ty Owasco và Owasco của ông Hunter Biden và Line Hall Group của ông James Biden. Đảng Cộng hòa cho rằng những thương vụ làm ăn trên có thể làm mềm lập trường của ông Joe Biden đối với các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc. Washington Post đưa tin về người rò rỉ hàng trăm tài liệu bí mật quân sự của Bộ Quốc phòng. Ngày 12 tháng 4, Washington Post cho biết người rò rỉ hàng trăm tài liệu bí mật quân sự của Bộ Quốc phòng là một nhân vật trẻ tuổi, gần đây đã chia sẻ lên mạng xã hội các tài liệu nhạy cảm của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Washington Post, hai thành viên giấu tên của một nhóm hoạt động trên mạng xã hội Discord, ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh và máy tính, cho biết một nam giới có biệt danh OG đã đăng hàng trăm trang tài liệu lên mạng xã hội này. OG tự nhận làm việc tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ và mang tài liệu về nhà. Hai thành viên của Discord cho biết thêm OG thường xuyên đăng tải tài liệu lên tài khoản Discord của nhóm, gồm 24 người thích súng và thiết bị quân sự trong nhiều tháng. Một số thông tin trong các tài liệu được đánh dấu no foreign, nghĩa là không được chia sẻ với người nước ngoài. Hàng chục bức ảnh về các tài liệu được phát tán trên mạng xã hội Twitter, Telegram, Discord và Twitter, các trang mạng khác trong những ngày gần đây. Một số tài liệu được cho là có thể đã phát tán trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi dư luận xã hội bắt đầu chú ý. Giới chức Hoa Kỳ chưa xác nhận công khai về tính xác thực của thông tin bị rò rỉ. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ được cho là có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và những đánh giá bí mật về các đồng minh của Hoa Kỳ. Các cơ quan an ninh quốc gia và Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh cuộc điều tra, đồng thời đánh giá thiệt hại đối với an ninh quốc gia và quan hệ với các đồng minh, cũng như các nước đối tác khác, trong đó có Ukraine. Giới chức Hoa Kỳ cho biết các cơ quan an ninh đang rà soát phương thức chia sẻ thông tin nhạy cảm trong chính quyền liên bang, đồng thời ứng phó với tác động ngoại giao do các tài liệu nhạy cảm không rõ nguồn gốc bị phát tán. Hoa Kỳ và Libya thừa nhận có sự hiện diện quân sự ở Ukraine. Theo nhật báo Pravda của Ukraine trong ngày 12 tháng 4, đại diện của Hoa Kỳ là Libya xác nhận rằng binh sĩ của họ đang ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng này không tham gia vào các hành động chiến đấu. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết có sự hiện diện quân sự nhỏ tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine. Ông Kirby nói đúng là một sự hiện diện của một số binh sĩ Hoa Kỳ tại tòa đại sứ cùng với nhân viên phòng tùy viên quốc phòng để điều phối viện trợ cho Ukraine và thực hiện các hoạt động khác. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Latvia báo cáo rằng họ đã cử binh lính tới Ukraine để thực hiện một số chức năng hỗ trợ như bảo vệ tòa đại sứ Latvia tại Ukraine và vận chuyển hàng hóa, nhưng họ không tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Latvia lưu ý họ không bình luận về thông tin liên quan đến các tài liệu Hoa Kỳ bị rò rỉ vì nguyên tắc và vì mục đích của hành động này là làm mất uy tín của quân đội Ukraine, cũng như kế hoạch phản công của họ. Trước đó, báo chí Hoa Kỳ đưa tin một trong những tài liệu của ngũ giác đài bị rò rỉ, tiết lộ rằng có 50 lính đặc nhiệm Anh cũng như 17 lính Latvia, 15 lính Pháp, 14 lính Hoa Kỳ và 1 lính Hà Lan đã có mặt ở Ukraine vào tháng 2 và tháng 3 năm nay. Theo nhiều nguồn tin, các tài liệu được đóng dấu mật và tuyệt mật được biên soạn cho các viên chức quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ. Tài liệu còn chứa thông tin về các hoạt động quân sự hàng ngày của NATO, công tác hậu cần vận chuyển vũ khí và huấn luyện binh sĩ Ukraine của lực lượng này.